Xin chào tất cả mọi người. Đã sau 2 ngày không quay lại, không có ra video để cho mọi người, thì ngày hôm nay Huân xin quay lại để tiếp tục cái chuỗi video của mình. Thì không biết là Huân thì thật sự là Huân rất nhớ mọi người, rất nhớ cô bác anh chị và các bạn. Thì không biết là mọi người có nhớ Huân không? Thì ngày hôm nay Huân tiếp tục cái chuỗi video đó, thì Huân tiếp tục chia sẻ cho bà con, cô chú anh chị và các bạn những cái giá trị hữu ích của mình, những cái gì mình biết để làm sao là một góp sức một phần nào đó để giúp cho bà con có được cái kiến thức tốt hơn về chăm sóc sức khỏe của mình. Đó. Và trong thời gian vừa qua thì có Huân có tiếp nhận rất là nhiều câu hỏi về vấn đề xương khớp, thì ngày hôm nay Huân chia sẻ cho các cô các chú, đặc biệt là các chú các cô nhiều tuổi về vấn đề đau nhức xương khớp, những cái thảo dược mà chúng ta giúp cho bệnh nhân đau nhức xương khớp có thể là cải thiện đáng kể. Và ngày hôm nay Huân sẽ chia sẻ với bà con cái vấn đề đó. Về vấn đề đau nhức xương khớp thì có rất nhiều cái nguyên nhân có thể gây ra đau nhức xương khớp, ví dụ như là do thoái hóa, do thoát vị đệm, do viêm khớp, viêm đa khớp dạng thấp. Đấy, có rất nhiều. Đấy, nhưng mà chúng ta làm thế nào? Nếu mà đơn giản, nếu mà theo cái hướng dẫn của Huân thì đôi khi là có những cái cô chú đã áp dụng và từ một trong những bệnh nhân mà phải ngồi xen lăn mà đã đi lại bình thường, ok, không phải dùng đến thuốc, đúng không ạ? Thế nhưng mà không phải ai cũng có thể được như thế. Nên chúng ta là những phương pháp dân gian thì chúng ta phải áp dụng và có cơ hội để có thể là tốt nhất để có thể cải thiện sức khỏe mình. Đó. Thì cái vấn đề về đau nhức xương khớp thì có khá là nhiều cái nguyên nhân đó, thì là thoái hóa, thoát vị, viêm khớp. Trong viêm khớp thì có là khô khớp này, lốp khớp lục cục này, thì dùng bài chân gà linh liên lạc này, hay là cái thừa dịch, hay là cái viêm khớp, viêm đa khớp, hay viêm khớp dạng thấp thì có khá là nhiều. Thì chúng ta dùng những cây gì? Đó là chúng ta dùng đầu tiên là cây đầu tiên mà Huân muốn chia sẻ cho bà con, đó là cây thiên liên kiện. Thiên liên kiện là một trong những cây mà chữa về đau nhức viêm khớp rất hiệu quả. Đấy. Giúp là nó có khả năng là thư giãn gân cốt và giúp thả lỏng và giúp cho những cơn đau, cắt những cơn đau đi. Đấy, giúp cơ thể chúng ta được thoải mái hơn. Thì chúng ta dùng là mỗi ngày 12g thiên liên kiện là chúng ta sắc nước uống hàng ngày. Ngoài ra thì chúng ta cái thứ hai mà Huân muốn chia sẻ cho bà con đó cây cái vấn đề là cái vị độc hoạt. Độc hoạt hay gọi là hương độc hoạt ấy, là rễ của cây mao đương quy. Đấy. Thì cây đầu hoạt này thì có tác dụng gì? Nó là nó có tác dụng là giảm đau, an thần, kháng viêm. Đấy, rất tốt. Ngoài ra thì thuốc nước và thuốc sắc đầu hoạt đều có tác dụng là hạ áp. Dùng cho những trường hợp mà bệnh nhân bị huyết áp cao, hạ áp rất tốt. Đấy. Ngoài ra thì còn có tác dụng nữa, đó là chống loét bao tử này đối với những bệnh nhân bị đau nhức do viêm loét bao tử. Dùng cái này rất tốt. Đấy. Và đặc biệt là thuốc còn có tác dụng là có sắt nữa. Cái vị thứ ba mà Huân muốn chia sẻ cho các cô chú đó là cái vị cốt toái bổ. Cốt toái bổ hay gọi là tắc kè đá đấy ạ. Tắc kè đá thì là một trong những cái vị mà trong sách thảo dược có ghi, và nó có vị tức là có tính ấm, vị đắng. Trong đó thì có cái tác dụng đó là bổ thận, điều trị các vấn đề ù tai, tiêu chảy do thận hư, điều trị vấn đề về đau nhức xương khớp, hành huyết, phá huyết ứ. Đấy, làm thuốc hòa hoãn, sát trùng đỡ đau, dùng để trị dập xương, đau xương, bong gân, sai cấp, ù tai và giảm đau. Đấy là một số những cái tác dụng của cái vị này. Thì tiếp theo là cái đương quy. Đương quy có hai loại là đương quy trong nước và đương quy Nhật thì có khá là nhiều. Và đương quy thì bây giờ đa phần là trồng ở khu vực Huân thấy là rất là nhiều những khu mà trồng, đặc biệt là khu vực cổng trời Hà Giang. Đấy, thì có được trồng rất nhiều đương quy. Đấy, đương quy thì là một trong những loại gần như kiểu sâm, mà sâm đương quy thì rất tốt và rất là nhiều chất. Đấy, thì trong đó thì nó có chứa là 0,02 tinh dầu, glucose và cái vitamin B12 rất là nhiều. Đấy, cái đương quy thì có tác dụng là gì? Đó là chữa thiếu máu này, máu xanh xao là cơ thể gầy gò, mệt mỏi, đau lưng. Đấy, đau tức ngực, viêm khớp, chân tay đau nhức, tê lạnh, đại tiện thì táo bón, mọn mụn nhọt, lở ngứa, tổn thương ứ huyết. Sử dụng cái vấn đề là sử dụng cây đương quy cũng rất là tốt, hay sử dụng trong cái trường hợp mà bế kinh. Đấy, đau bụng kinh. Ngoài ra thì còn được dùng trị cái huyết áp cao, ung thư, làm thuốc giảm đau, chống co giật, làm ra mồ hôi, khi thích ăn ngon miệng hơn. Đấy là một số những tác dụng của đương quy. Tiếp theo là ngoài cái đương quy thì còn có cái vị là ngưu tất. Ngưu tất thì như Huân chia sẻ với bà con rồi, đó là có hai vị, đó là ngưu tất nam và ngưu tất bắc. Ngưu tất nam thì người ta gọi là cỏ xước đấy ạ, rất nhiều ở Việt Nam mình. Ngưu tất bắc là cái vị thuốc
ở phương Bắc và có cũng khá là nhiều chất và được dùng trong cái những cái bài thuốc về điều trị đau nhức xương khớp. Ngũ tuất thì có vị đắng, chua, tính ôn, bộ phận dùng là toàn thân và rễ. Đấy, rễ cây ngũ tuất thì chứa các cái rất nhiều những cái loại axit và đường. Đấy, ngũ tuất tác dụng là chữa về đau nhức chân tay, viêm khớp, thoát vị đệm. Tác dụng là bồi bổ gan này, thận này, chữa khí huyết nhiễm tà này, mạnh gân cốt này, đau nhức xương khớp này, tê chân tay này, viêm khớp này, thoát vị đĩa đệm này, xơ vữa động mạch này. Đấy là một trong những tác dụng của cái ngưu tất. Tiếp theo là phổ thổ phục linh. Thổ phục linh thì là một trong những cái thành phần mà kháng viêm cực tốt, giải độc, tiêu phủ, giảm đau nhức xương khớp, cực hiệu quả trong vấn đề điều trị đau nhức xương khớp rất là tốt, nên bà con cần lên tìm hiểu và áp dụng cái vị thuốc này. Thủ phục linh cũng như là có thể có khả năng kết hợp với các vị thuốc khác, ví dụ như đương quy, ví dụ như là cốt toái bổ hay là bạch chỉ sắc uống hoặc ngâm rượu đều tốt. Đấy, chúng ta nhưng mà tùy vào cái tình trạng, tùy vào cái mức độ. Ngoài ra thì chúng ta có thêm là cái dây đau xương nữa. Dây đau xương cũng là một trong những cái vị mà điều trị về đau nhức xương khớp cực tốt. Nên bà con nào cần tìm hiểu. Trên đây là những cái vị thuốc, những cái vị thuốc, những cây thuốc nam mà thuốc bắc cũng có về hỗ trợ về điều trị về đau nhức xương khớp, viêm, đặc biệt là viêm khớp rất tốt. Bà con nên tham khảo, nên tìm hiểu và có được những cái phương pháp tốt nhất cho mình để điều trị cái vấn đề đau nhức xương khớp. Vâng, trên đây là những cái vị thuốc mà chữa về vấn đề đau nhức xương khớp, đặc biệt là vấn đề về viêm khớp rất tốt. Thì bà con này nếu mà có giấy bút, bà con nên lấy giấy bút, mỗi lần luôn chia sẻ bà con nên lấy giấy bút để chúng ta ghi lại những cái vị thuốc này. Thì chúng ta nếu ở gần những cái chỗ điểm bán cái vị thuốc bắc, chúng ta nên đến những cái phòng khám hoặc phòng nơi bán cây dược liệu ấy, phòng thuốc nam, thì chúng ta mua những cái cây này để chúng ta về chúng ta sử dụng. Đấy, nhưng bà con lưu ý những cái cây thuốc này chúng ta đều có những cái sự chỉ dẫn và hướng dẫn cụ thể của bác sĩ chuyên môn hoặc là những người có chuyên môn chuyên ngành để chúng ta có được những cái hướng dẫn tốt nhất để làm sao để chúng ta dùng mà nó hiệu quả, mà nó lại không bị những cái tác dụng phụ ngoài ý muốn. Đấy, bà con nào có câu hỏi gì thì có thể là bình luận xuống bên dưới thì cái video này, hoặc là có thể là gọi điện trực tiếp cho Huân qua số điện thoại 0336686631. Huân xin nhắc lại là 0336686631. Link Facebook của Huân là Nguyễn Ngọc Huân không giấu. Đấy, mọi người có thể vào đấy nhắn tin hoặc là có thể comment trực tiếp vào cái bài viết này thì Huân sẽ giải đáp thắc mắc cho bà con. Thì đôi khi Huân bận thì Huân cũng sẽ mất chút thời gian của mình và Huân sẽ hỗ trợ bà con bằng hết mình. Thì hôm nay thì Huân xin chia sẻ cho bà con những cái cây thuốc bị giúp về đau nhức xương khớp, thì bà con nào và hỗ trợ gì có thể là tham khảo thêm. Và xem được video thì bà con đừng quên hãy chia sẻ ra cho cộng đồng của chúng ta, hãy đăng ký kênh, hãy bấm thông báo để mỗi khi mà mọi người có được bấm chuông để mỗi khi mà Huân ra video mọi người có được thông báo mới nhất từ Huân. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và yêu quý Huân. Xin chào một lần nữa, xin chào các bạn, xin chào.